Đồng thì theo cái tổ chức y tế thế giới, cái tỷ lệ chóng mặt gặp đến 30% dân số. Điều đó chứng tỏ rằng trong chúng ta ngồi ở đây thì ít nhất là có 30% người là có ít nhất một lần có triệu chứng chóng mặt, và trong đó có tôi, vì tôi đã từng bị chóng mặt một lần rồi. Cho nên chính vì vậy mà đây triệu chứng vô cùng quan trọng, nhưng có những cái chóng mặt mà lành tính, nhưng có những chóng mặt là vô cùng nguy hiểm. Thế thì chóng mặt là thế nào? Thì chúng ta biết chóng mặt là triệu chứng thường gặp và là một triệu chứng hay gặp trong một hội chứng gọi là hội chứng tiền đình. Đó là một cảm giác không có thật về sự chuyển động cơ thể với môi trường xung quanh, có nghĩa môi trường xung quanh và cơ thể mình và mình đang đứng yên và môi trường xung quanh đứng yên, nhưng mình cảm thấy mình đang chuyển động, hoặc mình thấy môi trường xung quanh chuyển động xung quanh mình. Thì nếu xuất hiện một trong hai cái vấn đề đấy thì đó là cái triệu chứng của chóng mặt. Thì chóng mặt mà rất hay gặp trong bệnh lý tiền đình của chúng tôi ấy, có hai kiểu, đấy là chóng mặt kiểu xoay tròn và chóng mặt kiểu bồng bềnh. Có bốn kiểu chóng mặt chính. Đấy là chóng mặt kiểu thứ nhất là chóng mặt kiểu xoay. Kiểu xoay là chúng ta thấy là cơ thể chúng ta đang xoay hoặc các vật xung quanh đang quay xoay xung quanh chúng ta, cái kiểu này là hay gặp nhất. Kiểu chóng mặt thứ hai là cảm giác đi không vững, bồng bềnh, chồng chân như đi trên thuyền, cái kiểu này cũng hay gặp. Hai kiểu này là hai kiểu chóng mặt thực sự, và hai kiểu chóng mặt này thì thường liên quan đến hệ thống tiền đình. Còn hai kiểu chóng mặt sau là chóng mặt kiểu muốn xỉu, cảm giác váng đầu, là hay muốn xỉu, hay ngất xỉu, hay muốn xỉu và mệt mỏi. Cái kiểu chóng mặt thứ hai là và thứ tư là cái nhẹ lâng lâng, cảm giác như đầu trống rỗng và như người như bay bổng. Thì cả hai cái kiểu chóng mặt sau tôi vừa nói đây vừa rồi là thường liên quan đến các bệnh lý nội khoa khác. Thế thì rối loạn tiền đình là một hội chứng mà bao gồm rất nhiều triệu chứng, trong đó có triệu chứng kèm theo rất hay gặp, đấy là mất thăng bằng. Cái mất thăng bằng như các thầy cô anh chị cũng biết á, thì hệ thống chi phối cho thăng bằng cơ thể gồm có bốn cơ quan bộ phận chính. Đấy là một là thị lực, thị giác, hai là tiểu não, ba là hệ thống cảm giác sâu, và bốn là tiền đình. Thì đây là mất thăng bằng tiền đình. Để phân biệt bốn cái rối loạn thăng bằng này thì có các cái triệu chứng cũng như các cái hội chứng mà kèm theo, ví dụ chẳng hạn dấu hiệu run rẩy, các rối loạn giảng đi và các triệu chứng khác. Tuy nhiên ở đây trong cái khuôn khổ 15-20 phút thì chúng tôi không thể trình bày hết được, vì thực tế ra cái bài tiền đình này là để mà trình bày hết thì vô cùng dài. Ngoài cái chóng mặt, triệu chứng hội chứng tiền đình kèm theo buồn nôn, nôn, rung nhật, dấu hiệu rung nhật nhãn cầu, dấu hiệu rung nhật nhãn cầu là vô cùng quan trọng, vì là đây là dấu hiệu mà chỉ điểm trong vấn đề để phân biệt chóng mặt do tổn thương tiền đình trung ương hay do tổn thương tiền đình ngoại biên. Cái thứ hai có thể kèm theo rối loạn thần kinh thực vật như vã mồ hôi, mệt nhân, huyết áp thấp, kèm theo có thể ù tai, mất hoặc giảm thính lực nếu trường hợp là tiền đình này là tiền ngoài ngoại biên, và có thể kèm theo các triệu chứng thần kinh trung ương như liệt nửa người, lú lẫn, liệt các cái tinh sọ và các triệu chứng thần kinh trung ương khác nếu đây là tiền đình trung ương. Đứng trước một bệnh nhân chóng mặt, chúng ta phải xác định được cái triệu chứng đấy là chóng mặt thực sự hay là chỉ là hai cái triệu chứng chóng sâm soàng, xây sẩm mặt mày hay muốn xỉu. Nếu cái chóng mặt thực sự thì hai cái kiểu hay gặp chính đấy là kiểu xoay tròn và kiểu chồng chân, như lúc này tôi nói chính là kiểu thứ nhất và kiểu thứ hai. Hai kiểu này thì có hai nguyên nhân chính mà lúc này tôi vừa trình bày, đấy là nguyên nhân thứ nhất là do tai mũi họng. Nếu do tai mũi họng thì có cái đặc trưng của cái cơn chóng mặt là bao giờ xuất hiện từng cơn và chóng mặt nặng khi chúng ta thay đổi tư thế đầu, đặc biệt là kèm theo buồn nôn, nôn và đôi lúc buồn nôn, nôn rất là dữ dội. Còn chóng mặt mà do tổn thương thần kinh trung ương thì thường kèm theo các triệu chứng thần kinh trung ương lúc này tôi vừa trình bày. Còn vấn đề cái triệu chứng mà choáng váng, say sẩm mặt mày hoặc muốn xỉu hoặc thậm chí là cái đầu óc trống rỗng, người cứ lâng lâng bay bay, thì triệu chứng đó thường liên quan nhiều đến các bệnh lý về nội khoa. Ví dụ chẳng hạn như bệnh lý về do bệnh lý tâm thần, ví dụ lo lắng quá, trầm cảm, lo âu, rồi rối loạn tĩnh khí, hoặc do một số cái bệnh lý tim mạch như rối loạn nhịp tim, rồi là hạ huyết áp tư thế, hoặc là do một số thuốc, đặc biệt là như một số nhóm thuốc kháng sinh, một số nhóm thuốc huyết áp và một số nhóm thuốc chống co giật. Ngoài ra còn do cái rối loạn chuyển hóa đang như cơn hạ đường huyết, thì đấy là những triệu chứng chóng mặt mà hay choáng váng, say sẩm mặt mày. Thế tại sao lại có triệu chứng chóng mặt? Tôi đang nói đây triệu chứng chóng mặt thực sự đấy, là cái loại chóng mặt chồng chân và loại chóng mặt xoay. Thì chúng ta biết là hệ điều hành cái hệ tiền đình gồm có hai hệ tiền đình, là hệ tiền đình ngoại biên và hệ tiền đình trung ương. Hệ tiền đình ngoại biên thì một tí giáo sư Thanh sẽ nói rõ hơn về các nguyên nhân cũng như là cách điều trị. Còn tôi nói về cái hệ tiền đình trung ương thì liên quan nhiều đến đường dẫn truyền thần kinh trung ương từ nhân tiền đình trở lên.
thì đây là đường dẫn truyền thần kinh trung ương, gồm có các khu vực. Một là nhân tiền đình là nằm ở ngay vị trí vùng cầu não. Sau đó có đường dẫn truyền lên vùng thủy điện vùng thấp thủy điện, đây là chi phối cho vùng tiền đình. Ngoài ra còn một số đường liên hệ khác đối với các vùng mà chi phối cho các chức năng tiền đình khác, ví dụ vùng đồi thị chi phối cho cảm giác, vùng tiểu não và kể cả tủy sống để mà chi phối cho trường lực cơ trong giữ thăng bằng. Những cái tổn thương vị trí mà tổn thương tiền đình thường hai vị trí chủ yếu là một là vùng chi phối tiền đình ở vùng thủy điện và hai là vùng nhân tiền đình ở cầu não, mà hay gặp nhất là nhân tiền đình ở cầu não. Đây là hệ thống tiền đình ngoài biên. Thì hệ thống tiền đình ngoài biên thì gồm có mê nhĩ màng và ống mặt khuyên. Thì thường mê nhĩ màng và ống mặt khuyên thì cái này một tí giáo sư Thân sẽ nói rõ hơn về cái vấn đề về tổn thương hệ thống tiền đình ngoài biên, vì đa số tiền đình ngoài biên là liên quan đến tai mũi họng. Đứng trước một bệnh nhân mà chóng mặt vào với chúng ta trên lâm sàng thực tế ra mà nói, chúng ta phải phân biệt được là chóng mặt đó là do tổn thương trung ương hay tổn thương ngoài biên, nó vô cùng quan trọng. Tại sao vậy? Tại vì nếu chúng ta phân biệt được tổn thương tiền đình này là trung ương hay ngoài biên thì chúng ta sẽ biết được định hướng, đưa ra những chẩn đoán, đưa ra những cần lâm sàng phù hợp để mà đưa ra chẩn đoán xác định, và từ đưa ra chẩn đoán xác định đấy mà chúng ta có hướng điều trị phù hợp. Vì nguyên nhân tiền đình ngoài biên điều trị khác nguyên nhân tiền đình trung ương điều trị về nguyên nhân khác, mặc dù về điều trị triệu chứng là giống nhau. Thế thì làm thế nào phân biệt được tiền đình ngoài biên và tiền đình trung ương? Đây là một số cái triệu chứng mà chúng tôi đưa ra để chúng ta phân biệt được tiền đình ngoài biên, tiền đình trung ương. Cái triệu chứng quan trọng nhất là rung nhật nhãn cầu. Như các thầy cô, các anh chị, những quý đồng nghiệp ngày xưa chúng ta học, chúng ta biết cái triệu chứng rung nhật nhãn cầu rồi. Thì rung nhật nhãn cầu ở tiền đình trung ương á, thì nó có thể là có nhiều hướng, đa hướng, có thể hướng dọc, hướng ngang, hướng xoay, và có thể thay đổi hướng khi thay đổi hướng nhìn, có nghĩa là khi bắt bệnh nhân nhìn bên phải có thể rung nhật bên trái, khi bắt bệnh nhân nhìn bên trái có thể rung nhật quay là bên phải. Nhưng đối với tiền đình ngoài biên thì chỉ có ngang và xoay và không bao giờ có dọc, và đặc biệt là không thay đổi hướng nhìn. Khi bị tiền đình bên nào thì tùy theo mức độ đấy là tổn thương kích thích hay là ức chế, mà rung nhật nhãn cầu chỉ có một hướng duy nhất mà không thay đổi hướng. Đấy là triệu chứng vô cùng quan trọng để phân biệt tiền đình trung ương và tiền đình ngoài biên. Nhưng thực tế trên lâm sàng, tại sao các bệnh nhân đến với chóng mặt mà các anh chị, các thầy cô khám không có thấy cái dấu hiệu rung nhật nhãn cầu? Bởi vì muốn xác định là rung nhật nhãn cầu thì chúng ta phải dùng một cái kính, mà kính đặc trưng cho khám tiền đình, đấy là kính phóng đại lên 20 lần. Khi mà phóng đại lên chúng ta mới thấy cái triệu chứng rung nhật nhãn cầu rõ ràng hơn. Cái thứ hai, khi đối với cái triệu chứng rung nhật nhãn cầu đó, trong tiền đình trung ương thì nó không, khi mà bắt bệnh nhân nhìn cố định vào một điểm thì nó không thay đổi, nó vẫn còn rung nhật. Nhưng đối với tiền đình ngoài biên thì khi nhìn cố định vào một điểm thì rung nhật nhãn cầu sẽ mất đi. Ngoài ra các triệu chứng như buồn nôn thì ở tiền đình trung ương thì rất là nhẹ nhàng và có thể không xuất hiện. Nhưng tiền đình ngoài biên thì thường xuất hiện và rất là nặng nề, có thể là nôn thốc nôn tháo, nhiều người là thậm chí là nôn như kiểu mà chưa bao giờ từng bao giờ nôn, cho nên chính vì vậy rất là dữ dội. Cái thứ ba nữa là về triệu chứng về tai, đặc biệt là ù tai, nghe kém, giảm thể lực, thì triệu chứng trung ương thì hầu như là không gặp, vì triệu chứng trung ương các thầy cô anh chị biết là tổn thương vào não, cho nên hầu các trung tâm tiền đình ở não, cho nên hầu như không gặp. Nhưng tiền đình ngoài biên thì thường gặp, ví dụ có xuất hiện thêm ù tai, nghe kém hoặc giảm thị lực thì lúc đó chúng ta nghĩ về tiền đình ngoài biên nhiều hơn. Còn triệu chứng thần kinh khu trú như lúc này, liệt thần kinh sọ, liệt nửa người, các rối loạn cảm giác vân vân, rối loạn ý thức, ví dụ chẳng hạn rối loạn nhận thức, thì những cái này thì ở tiền đình ngoài biên thì không có. Thì có một số trường hợp đặc biệt thì vẫn có thể liệt các cái thần kinh sọ kèm theo, đấy là ví dụ trong tổn thương dây thần kinh số 8, đặc biệt là u dây 8 thì là tiền đình ngoài biên, nhưng có thể kèm theo một số liệt các dây thần kinh sọ khác như dây 7, dây 5 và dây 6. Tuy nhiên cái này là còn các nguyên nhân khác thì vô cùng hiếm, cho nên trong tiền đình ngoài biên thì hầu như không có triệu chứng thần kinh. Cái về cái rối loạn chóng mặt này, thì về cái thời gian á, thì trong cái chóng mặt tiền đình trung ương do tổn thương trung ương cho nên là triệu chứng chóng mặt kéo dài mà không có, ít khi có cái giai đoạn ngắt quãng. Còn trong tiền đình ngoài biên thì thường các triệu chứng chóng mặt thường ngắn và có thể là giảm đi sau vài ngày rồi xuất hiện trở lại, hoặc có thể là có những cơn tiền đình rất ngắn từ vài ba giây hoặc thậm chí tới đến một phút rồi cứ xuất hiện liên tục. Đó là ví dụ là tiền đình tư thế kích phát lên tính. Cho nên là đây là sự khác biệt giữa tiền đình trung ương và tiền ngoài biên. Như thế để phân biệt được hai cái loại tiền đình trung ương, tiền ngoài biên, chúng ta phải khám kỹ về lâm sàng, đánh giá thật kỹ về lâm sàng và các triệu chứng như trên. Và có một cái nghiệm pháp
người ta gọi là nghiệm pháp Hinz. Nghiệm pháp này mục đích chính để đánh giá phân biệt được tiền đình trung ương, tiền đình ngoại biên. Cái nghiệm pháp này hơi dài vì có 3 cái động tác. Hôm nay thời gian không có trong cái giới hạn nhất định cho nên tôi không nói nghiệm pháp này. Nếu các thầy cô anh chị cũng như được quý đồng nghiệp quan tâm, các thầy cô anh chị có thể search lên mạng, chúng ta sẽ biết rất rõ về cái cách làm các nghiệm pháp này và cái cách để phân biệt tiền đình trung ương và tiền đình ngoại biên. Thế chóng mặt có nguy hiểm không? Thực tế ra chóng mặt có những triệu chứng nguy hiểm nhưng cũng có những triệu chứng không nguy hiểm. Những chóng mặt mà có các dấu hiệu kèm theo sau đây thì chúng ta phải đặt vào cái chóng mặt mà có thể nguy hiểm vì có nguyên nhân, thường có nguyên nhân và những nguyên nhân này có thể là nguy hiểm. Ví dụ chẳng hạn kèm theo chóng mặt kèm theo đau thắt ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim. Chóng mặt kèm theo nhìn đôi, khan giọng. Chóng mặt nhìn theo khó nuốt, khó nói. Kèm theo run tay, đau đầu dữ dội, nôn liên tục, sốt co giật hoặc thậm chí liệt không có cử động được tay. Nếu chóng mặt mà kèm theo các triệu chứng này chúng ta phải cẩn thận. Còn có những cái chóng mặt rất dữ dội nhưng lại lành tính, ví dụ chóng mặt khi đi tàu xe. Một trong những triệu chứng chóng mặt hay gặp nhất bây giờ là chóng mặt do khi chúng ta đi tàu xe. Ngoài ra có một cái chóng mặt mà gặp 50% trong loại các loại chóng mặt, đấy là chóng mặt tư thế kịch phản lành tính, và chóng mặt trong đau đường nửa đầu migraine, và chóng mặt liên quan đến giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ. Thì những chóng mặt này mặc dù là rất dữ dội nhưng là cứ gây lành tính. Đứng trước một bệnh nhân chóng mặt, chúng ta phải tìm nguyên nhân để điều trị. Mà muốn tìm nguyên nhân điều trị thì chúng ta phải phân biệt được là chóng mặt trung ương, chóng mặt ngoại biên. Thì đây là những nguyên nhân thường gặp của chóng mặt ngoại biên. Thì một tí thầy thân sẽ nói nhiều hơn về vấn đề điểm là chẩn đoán nguyên nhân và cũng như cách điều trị. Trong đó là chóng mặt tư thế kích phát lên tính chiếm đến 50%. Ngoài ra các một số bệnh lý kèm theo, đặc biệt trong thần kinh chúng tôi quan tâm đến u dây thần kinh số 8 chỉ chiếm đạt chỉ 10%. Chóng mặt trung ương do tiền đình trung ương thì nguyên nhân thường gặp là tất cả các tổn thương ở não mà có khả tất cả các nguyên nhân mà có tổn thương ở não đều có thể gây ra là chóng mặt trung ương. Ví dụ chẳng hạn đột quỵ não, đột quỵ vùng thân não, ví dụ chẳng hạn các bệnh lý thoái hóa não, ví dụ chẳng hạn bệnh lý u não, các áp xe não và các cái viêm nhiễm về hệ thống nhiễm trùng thần kinh trung ương đều có thể gây ra chóng mặt. Cho nên đứng trước một chóng mặt trung ương chúng ta phải tìm nguyên nhân. Chỉ có một nguyên nhân lành tính trong nguyên nhân mà không thấy tổn thương ở não trong cái chóng mặt trung ương, đấy là migraine thể thân nền hay migraine tiền đình. Đây là một loại migraine đau đầu, một loại đau đầu mà có kèm theo chóng mặt. Một câu hỏi đặt ra cho bác sĩ lâm sàng là khi nào đứng trước một trường hợp chóng mặt chúng ta chụp cộng hưởng từ hoặc chụp cắt lớp vi tính sọ não. Thực tế ra mà nói chúng ta biết là cái chóng mặt mà nếu chỉ định chụp thì khuyên là nên chụp cộng hưởng từ. Tại sao vậy? Vì hầu hết các cái tổn thương gây ra mà do chóng mặt thường nằm hồ sau, thì khi mà nằm hồ sau thì chụp cắt lớp vi tính thường hay bị nhiễu, khó cái đánh giá được cái độ nhạy độ đặc hiệu không cao trong cái tổn thương. Cho nên là người ta khuyến cáo nên chụp cộng hưởng từ sọ não hơn là chụp CT. Tuy nhiên ở một số địa phương mà chúng ta chưa có cái cộng hưởng từ thì chúng ta có thể chụp cắt lớp vi tính, có thể tìm ra một số nguyên nhân nhất định nào đó. Thì trong đối với khi chúng ta đã xác định được chóng mặt trung ương hay chóng mặt ngoại biên thì chỉ định chóng mặt ngoại biên chỉ dị định duy nhất trong trường hợp mà nghi ngờ u dây 8, chúng ta mới có chỉ định chụp cộng hưởng từ hoặc chụp CT. Vì còn các nguyên nhân khác chúng ta không có chỉ định chụp cộng hưởng từ nào. Thế thì làm thế nào để xác định là u dây 8? Thì cái này là có một hệ thống triệu chứng là gọi hội chứng mà tổn thương u dây 8. Cái này vì thời gian của hàn tôi không nói ở đây, các anh chị có thể tham khảo thêm và một số cái tài liệu cũng như là trên internet. Cái chóng mặt thứ hai là chóng mặt ngoài biên, thì chúng ta biết là chóng mặt ngoài biên là chóng mặt trung ương, thì chóng mặt trung ương chúng ta biết là chắc chắn là có tổn thương, hầu hết là có tổn thương não, trừ một số trường hợp như migraine tiền đình hoặc là thiểu năng tuần hoàn sống nền. Cho nên đứng trước một trường hợp chóng mặt trung ương thì chúng ta chỉ định chụp não là hợp lý, trừ nếu chúng ta đã khẳng định rằng đấy là migraine tiền đình thì chúng ta có thể không chụp CT hoặc cộng từ não. Còn nếu mà đã chuẩn đoán xác định là chóng mặt trung ương thì phải có chỉ định chụp cộng từ hoặc CT não. Đấy là những triệu chứng cũng như chẩn đoán về vấn đề chóng mặt trung ương và chóng mặt ngoại biên, đặc biệt là vấn đề chóng mặt trung ương. Thế thì đứng trước một bệnh nhân chóng mặt thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào? Tôi vừa nói lúc này một cái chóng mặt rất hay gặp để chóng mặt say tàu xe. Tôi có một số hình ảnh mà tôi sưu tầm được thôi, có tính chất là dân giả, gọi là những cái mà dân thường người ta làm khi mà bị say tàu xe. Người ta đi ví dụ chẳng hạn người ta bỏ bưởi vào mũi để chống say tàu xe, chẳng hạn chống mặt đấy.
hoặc là dùng bánh mì hoặc là treo cổ lên. Đây là những cái mà phương pháp điều trị mà gọi là dân dã về vấn đề điều trị chóng mặt trong say tàu xe. Như thế này chúng ta nhìn vào thì phải thấy không có tính khoa học gì cả và hầu như có tính chất mà gọi là truyền miệng. Thế thì làm thế nào để điều trị một trường chóng mặt, kể cả trong đó chóng mặt say tàu xe? Thì chúng ta biết điều trị chóng mặt thì đầu tiên phải là xác định nguyên nhân cả đó. Tuy nhiên chúng ta phải điều trị triệu chứng. Thì điều trị triệu chứng thì chúng ta có thể có hai phương pháp điều trị chủ yếu. Một là có những thuốc mà điều trị ức chế tiền đình, và ngoài ra có các biện pháp để cải thiện chức năng tiền đình và não bộ. Còn sau đó chúng ta điều trị nguyên nhân. Chúng ta tưởng tượng như là một cái cân, thì chỉ cần một trong hai bên mà bị giảm đi thì cái cân sẽ mất thăng bằng. Cái điều trị chóng mặt cũng tương tự như thế. Thì cái thứ nhất là thuốc ức chế tiền đình. Thuốc ức chế tiền đình là gì? Là có nghĩa khi mà có sự mất cân xứng giữa hai bên lần bên bệnh về tiền đình như hình ảnh trên, thì chúng ta dùng một cái thuốc để ức chế bên lần, để làm tổn thương bên lần, để đưa bên lần trở về ngang cân bằng bên bệnh. Thấy đây gọi là thuốc ức chế tiền đình. Tuy nhiên cái thuốc này là thuốc làm tổn thương tiền đình, cho nên thuốc này tuyệt đối một là không nên dùng kéo dài, hai chỉ dùng trong giai đoạn cấp và dùng không quá một tuần, thường một vài ngày đầu trong giai đoạn cấp thôi. Cái thuốc này gồm có những nhóm thuốc này. Một là thuốc kháng cholinergic như scopolamine hoặc kháng histamine, một số nhóm thuốc kháng histamine này. Và đặc biệt là cái nhóm hay sử dụng trong bệnh viện đấy là nhóm benzodiazepine, diazepam, cetuzen. Thì các cái nhóm này là ức chế tiền đình, làm tổn thương tiền đình bên lần để cân bằng với bên bệnh. Thì thuốc này giảm triệu chứng chóng mặt rất nhanh, nhưng tuy nhiên chúng ta sử dụng trong vòng thời gian ngắn và tuyệt đối không có quá một tuần. Thì thuốc này thì thường trên thực tế lâm sàng người ta thường khi các anh chị các bà con mà đi bị say tàu xe thường vào còn dược mua, thì thường người ta bán các thuốc này đấy. Đặc biệt hai cái nhóm thuốc kháng cholinergic và kháng histamine. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp người ta có thể dùng lâu dài được, đấy là hồi phục tiền đình. Hồi phục tiền đình có nghĩa là gì? Làm tăng hoạt động của bên bệnh để cân bằng với bên lành, có nghĩa là hồi phục cái tiền đình bên bệnh. Cái thuốc này thì mình có thể dùng kéo dài được, và thuốc này là thường người ta ủng hộ hơn và hay dùng hơn đối với những tiền đình vừa phải, trung bình và nhẹ. Còn những tiền đình trung bình nặng cho đến đâu thì có thể phối hợp cả hai thuốc, cả ức chế tiền đình và cả phục hồi tiền đình. Cái nhóm phục hồi tiền đình thì có nhiều phương pháp, ngoài thuốc có nhiều phương pháp, ví dụ định vị sỏi tai thì một tí nữa thì giáo sư Thanh sẽ nói rõ hơn cái vấn đề mà bệnh tiền đình tư thế cái phản lành tính. Ngoài ra một số nhóm thuốc như là acetylcysteine, cinarizine, flunarizine, betacitin. Ngoài ra một vấn đề chế độ sinh hoạt này, chế độ giấc ngủ này, ăn uống phải cân bằng là vô cùng quan trọng. Và thực tế trên lâm sàng có những biện pháp để phục hồi tiền đình và có những bài tập tiền đình ở nhà. Vì cái này thì có những bài tập tiền đình rất là hay, hướng dẫn rất là cụ thể. Nhưng tuy nhiên ở đây thời gian không cho phép các anh chị có thể tham khảo ở trên các một thông tin các mạng hoặc là trên các của tài liệu. Kết luận, thì qua những cái bài tôi tóm tắt về vấn đề tiền đình, thì kết luận tôi có một rút ra một số kết luận sau. Một, chóng mặt là một triệu chứng rất hay gặp. Và trong đó 50% là chóng mặt tư thế kích phát lên tính. Các anh chị nhớ nha, 50% là chóng mặt tư thế kích phát lên tính. Cho nên những trường hợp chóng mặt cấp thì đầu tiên chúng ta phải loại trừ ngay trường hợp chóng mặt tư thế kích phát lên tính. Đứng trước một bệnh nhân chóng mặt thì cần phải tìm nguyên nhân điều trị căn nguyên gây ra chóng mặt. Và chóng mặt ngoài biên mà chóng mặt kiểu xoay tròn là thường lên tính hơn chóng mặt kiểu trung ương. Có thể phối hợp điều trị thuốc ức chế tiền đình phối hợp với thuốc phục hồi tiền đình cùng một lúc để đảm bảo cho chức năng tiền đình, để đảm bảo cho cái triệu chứng diễn biến nhanh hơn và tốt hơn. Tuy nhiên riêng thuốc ức chế tiền đình thì tuyệt đối không được dùng thời gian kéo dài. Ngoài ra tùy theo nguyên nhân và để có cách điều trị phù hợp và hiệu quả, đặc biệt là có cái biện pháp tập phục hồi tiền đình tại nhà, cũng như tại nhà mình có những bài tập phục hồi chức năng tiền đình. Đấy là bài trình bày của tôi về vấn đề những cái sơ bộ nhất về vấn đề hội chứng tiền đình nói chung và những cái vấn đề mà điều trị ban đầu về hội chứng tiền đình cũng như là triệu chứng chóng mặt. Một lần nữa cảm ơn các anh chị, các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Sau đây là mời giáo sư Thanh nói tiếp về phần tiền đình ngoài biên liên quan rất nhiều đến thầy Tái Mộc Học. Cảm ơn thầy. Vâng, mời thầy Thành tiếp tục với bài báo cáo chẩn đoán và điều trị chóng mặt ngoại biên sau khi thầy Hướng đã trình bày gần hết với phần trung ương rồi. Vâng, kính mời thầy. Vâng, xin chào các anh các chị. Thì hôm nay là về cái vấn đề mà chúng ta trình bày về cái vấn đề rối loạn tiền đình ngoại biên
mà người Việt hay gọi là chóng mặt. Thế ra cái từ chóng mặt này nó không bao hàm đầy đủ về cái rối loạn tiền đình. Cái rối loạn tiền đình thì nó bao gồm có gì? Có mất thăng bằng và chóng mặt. Thì đấy là hai cái mà chúng ta lâu nay chúng ta chỉ nghĩ rằng cứ chóng mặt thì đấy là cái rối loạn tiền đình, không phải. Bởi vì cái mất thăng bằng của chúng ta đấy cũng là rối loạn tiền đình. Như vậy rối loạn tiền đình của chúng ta sẽ bao gồm hai phần, đấy là chóng mặt và mất thăng bằng. Thì phần trung ương thì thầy Hướng thầy nói hết rồi nên là tôi cũng sẽ không nói gì thêm về phần trung ương cả. Những cái gì mà đã trùng với thầy Hướng thì tôi sẽ không nói nữa. Như vậy tôi chỉ nhắc lại là chóng mặt là một triệu chứng chứ không phải là một bệnh. Đôi khi cái chóng mặt nó gợi ý cho chúng ta để tìm hiểu nguyên nhân về một bệnh, nhưng mà chóng mặt thì nó lại không phải là một bệnh. Cái tiếng Anh thì chúng ta có mấy cái thuật ngữ ở dưới thì tôi không đi sâu vào. Thế vậy các cơ quan tham gia giữ thăng bằng của cơ thể thì nó không phải chỉ có mỗi tiền đình. Cái thứ nhất là cái thần kinh cảm thụ bản thể, mà nhất là cái cảm giác sâu, tức là gì, để chúng ta đảm bảo cái trương lực cơ. Cái đấy là tham gia phần yếu tố tương đối quan trọng. Cái thứ hai là cái đường, cái thứ hai là mắt, là cái thứ ba đấy là đường liên hệ mắt và tiền đình. Cơ quan tiền đình thì gồm có tiền đình trung ương và tiền đình ngoại biên. Đây là cái mà một cái mô hình tôi cho là rất là hay. Đây là các cơ quan tham gia giữ thăng bằng và định hướng cơ thể. Thì chúng ta thấy là gì? Thấy có cái mắt này. Đấy, rồi có tiền đình ngoại biên này, tức là cái ống mắt khuyên chúng ta đã nhìn thấy rồi đấy. Thế là có cái đường liên hệ giữa mắt và tiền đình. Đấy, cũng như là có gì? Có cơ, tức là có trương lực cơ. Cơ chế thăng bằng và định hướng thì hệ thống tiền đình ngoại biên ở tay trong bao gồm các cảm thụ thể thăng bằng ở ba ống mân khuyên và tiền đình. Tiền đình thì gồm có cầu nang và xoan nang, cống nội dịch, túi nội dịch, có nhiệm vụ định hướng và giữ thăng bằng cho cơ thể trong không gian. Và tiền đình có chức năng giữ thăng bằng tĩnh, và các ống mân khuyên thì có chức năng giữ thăng bằng động. Bởi vì chính cái thăng bằng động và thăng bằng tĩnh của chúng ta nó khác nhau. Thăng bằng tĩnh là cái tư thế mà chúng ta không vận động, tức là tiền đình của chúng ta cũng không vận động. Thăng bằng động là những cái mà động tác tiền đình của chúng ta vận động và nó làm cái dòng nội dịch nó di chuyển, có thể về cái màu bóng hoặc là ngược lại, tức là gì, đi vào màu bóng hoặc ra khỏi màu bóng. Thì đây là cái tiền đình giống mân khuyên mà thực tế chúng ta chụp ở trên cái hệ thống MRI của chúng ta. Thế do trung ương thì tôi xin lỗi không nói, và do những nguyên nhân nó không phải bệnh lý thì tôi cũng không nói, đã thể hướng đã nói rồi. Thế như vậy cái tiền đình tôi chỉ nói cái tiền đình triệu chứng ngoại biên thôi. Thì cái thứ nhất là ngoại biên thì nó xảy ra một cái từng cơn đấy, và đột ngột, và nhất là khi thay đổi tư thế. Thế thì từng cơn và đột ngột và khi thay đổi tư thế thì nó có một cái nó đồng nhất, chứ nó không phải là ngoại biên. Ngoại biên là gì? Có thể lúc thì ở bên trái, lúc thì bên phải, nhưng mà trung ương thì lúc bên trái, lúc bên phải, nhưng mà ngoại biên nó chỉ có một bên thôi, nó có một hướng đồng nhất. Ví dụ tôi tổn thương tiền đình ở bên phải thì khi tôi đứng như thế này thì tôi sẽ ngã về bên phải, mà khi tôi quay đầu sang bên trái thì tôi sẽ ngã về phía trước, mà tôi quay đầu sang bên phải thì tôi sẽ ngã về phía sau. Nhưng mà anh trung ương ấy thì anh lại không thế. Anh trung ương là đứng là anh cứ lắc lư hết bên này sang bên khác, tức là gì, nó không đồng nhất. Và kể cả cái niệm pháp động và niệm pháp tĩnh thì nó đều không đồng nhất. Thế thì ở tiền đình ngoại biên thì chúng ta có thể gặp những cái gì? Ví dụ đầu tiên đấy là cái bệnh mê nhè. Thì cái này nó có đặc điểm là gì? Chóng mặt có thể từ vài phút cho đến vài giờ, hoặc thậm chí gì vài tuần. Thì cái này đấy là do tăng cái áp lực nội dịch ở tay trong. Thế biểu hiện của cái này là như thế nào? Thứ nhất là cái triệu chứng khởi phát của nó đầu tiên là ù tai, đấy là cái tiền triệu. Sau khi cái ù tai có rồi thì bắt đầu mới thấy cái cảm giác là nặng trong tai và bắt đầu chóng mặt. Và cái này sẽ có giảm cái sức nghe ở trong cơn. Còn ngoài cơn thì sức nghe lại hoàn toàn bình thường. Và khi cái triệu chứng mê nhè này thì bao giờ cũng có triệu chứng khởi phát của một cái cơn bệnh sắp bắt đầu. Những người đã bị bệnh này người ta biết ngay, tức là gì? Thấy ù tai đấy, đây là sắp chóng mặt rồi đấy. Nên ta phải nằm xuống. Thì đấy là cái đặc trưng của cái mê nhè. Cái thứ hai là cái chóng mặt lành tính kịch phát. Thì cái này là cái mà chúng ta hay gặp nhất. Chóng mặt có thể từ vài giây cho đến vài phút
nhưng nó không kéo dài, và sau đấy thì chúng ta hoàn toàn chúng ta trở lại bình thường, nhưng nó không kéo dài như là những cái chóng mặt khác. Và khởi phát cái này là gì? Đặc biệt là khi thay đổi tư thế, thay đổi tư thế đột ngột, hoặc là gì, bị một cái gì lực thì tác động vào đầu của chúng ta một cách đột ngột. Và không bao giờ có những biểu hiện về bệnh lý về tai. Cái nguyên nhân thứ ba chúng ta có thể gặp đấy là cái viêm tai trong. Viêm tai trong thì chúng ta có thể gì, gặp viêm tiền đình do virus, hoặc là viêm toàn bộ cái hệ thống mà mê nhĩ. Chóng mặt thì có thể diễn ra từ vài ngày đến vài tuần, và có thể có triệu chứng về tai và không có thể, có thể không có triệu chứng về tai, tùy theo cái mức độ viêm là khu trú hay toàn bộ cái hệ thống tiền đình ngoại biên. Và cái vấn đề thứ tư đấy là bệnh tái diễn. Thì tái diễn thì như tôi nói ngay từ đầu, đấy là cái nguyên nhân đầu tiên, đấy là nó giống giống như là cái bệnh mê nhè, nhưng mà nó lại không có những cái triệu chứng biểu hiện về tai. Thì cái này nó rất hay xảy ra, nhưng mà gì, nó thường nó ngắn chứ nó không dài. Và khám lâm sàng thì cái động mắt, động mắt này thì ở bên thần kinh thì gọi là rung giật nhãn cầu. Đấy, nhưng mà trong tai mũi họng thì gọi cái này gọi là động mắt. Động mắt thì nó có ba cái như là thầy Hướng vừa rồi đã nói, tức là gì, động mắt dọc, động mắt ngang, động mắt xoay. Thì ở trong cái ngoại biên thì chủ yếu là gặp động mắt ngang hoặc động mắt xoay, nhưng còn động mắt dọc thì trung ương rồi, thì nó không thuộc về cái ngoại biên nữa. Thế là trước đây thì chúng ta hay làm cái nghiệm pháp mà đích hòn pai, nhưng mà những cái này thì trước đây gọi là cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta chẩn đoán những cái mà phải tiền đình. Nhưng mà hiện nay thì cái nghiệm pháp này ở những cơ sở mà không có trang thiết bị thì vẫn làm, nhưng mà còn những cơ sở có trang thiết bị tốt thì chúng ta sẽ không làm nữa. Mà bây giờ chúng ta ứng dụng cái hệ thống khám tiền đình hiện nay. Tức là cái hệ thống khám tiền đình hiện nay ấy, thì nó gồm có ba cái kính. Thứ nhất là kính VNG. Kính VNG là kính gì? Kính ghi lại cái động mắt. Tức là khi sử dụng cái kính này để chúng ta khảo sát thì có động mắt hay không có động mắt để chúng ta khẳng định, và kiểu động mắt. Kiểu động mắt, thế kiểu động mắt thì gì, có động mắt dọc, động mắt ngang, động mắt xoay. Thì từ đấy để chúng ta xác định là à, cái này là nguyên nhân của trung ương hay nguyên nhân của ngoại biên. Cái hai đấy là gì, kính vi hít. Kính vi hít là cái kính mà đo chức năng của 6 ống bán khuyên, tức là mỗi bên của chúng ta có 3 ống. Và khi chúng ta đo cái chức năng của 6 ống bán khuyên ấy, thì chúng ta sẽ xác định được là cái ống bán khuyên nào nó bị bệnh, cái ống bán khuyên nào nó lành tính, và chúng ta xác định được cái vị trí tổn thương. Và cái thứ ba đấy là kính FEM, tức là cái đánh giá chức năng về tiền đình, tức là cầu nang và xoan nang. Thế cái đặc điểm về phân biệt giữa cái trung ương và ngoại biên như là thầy Hướng vừa đã nói rồi, tôi không nhắc lại nữa, nhưng tôi chỉ nhấn mạnh một câu là gì. Thứ nhất là ngoại biên là xảy ra một cách đột ngột, rầm rộ và thường đầy đủ. Còn trung ương thì thường là không như ngoại biên. Trung ương thì nó từ từ và không bao giờ đầy đủ cả, không bao giờ đầy đủ cả, không bao giờ đầy đủ, không bao giờ rõ ràng, và đặc biệt là gì, không đồng hướng và không hài hòa. Thì còn ngoại biên thì là rầm rộ, đầy đủ, rõ ràng và hài hòa. Thì đấy là ngoại biên. Về cái điều trị này thì tôi sẽ không nói qua, tôi không nói về cái điều trị ở bởi vì thầy Hướng thầy đã nói rồi, tôi chỉ nói về cái điều trị về cái nguyên nhân thôi. Và trước khi nói về điều trị về nguyên nhân thì tôi nói qua về một cái thuốc, cũng như thầy Hướng nói là cái thuốc mà chúng ta điều trị thường, chúng ta điều trị cái thuốc hiện nay chúng ta đấy là điều trị ức chế tiền đình, tức là chúng ta ức chế bên này để gì, để nó bằng với bên bệnh. Bởi vì cái sự mất thăng bằng này thì nó sẽ bên bệnh thì nó sẽ giảm, mà bên lành thì nó bình thường. Thì thường thì chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế cái bên lành để cho nó ngang bằng với bên bệnh. Nhưng mà có một loại thuốc chúng ta rất hay sử dụng hiện nay, đấy là cái gì, cái tăng canin, tức là cái acetylcysteine. Và cái thuốc thứ hai chúng ta hay sử dụng đấy là cái beta sạc, tức là beta histidine. Thì cái beta sạc này chính nó là kháng histamine về cảm chủ thể H3, mà chúng ta ít khi chúng ta để ý, chúng ta dùng thôi, nhưng mà chúng ta ít khi để ý. Bởi vì kháng histamine thì nó có bốn receptor. Thứ nhất là H1,
thứ hai là H2, H3 và H4. Thì hiện tại H3 thì người ta đã chứng minh được đấy là cái kháng histamine receptor của nó ở não và đặc biệt là về tiền đình. Thế còn H4 của nó thì bây giờ nó liên quan đến tuyến giáp rồi liên quan đến đường tiêu hóa thì cái này vẫn còn đang nghiên cứu. Thì đây là những cái mà chúng ta lập được. Tức điều trị theo cái nguyên nhân với rối loạn tiền đình ngoại biên thì chúng ta gặp rồi. Thứ nhất là những cái viêm, bệnh lý viêm. Thì từ những cái viêm tai, đặc biệt là những cái viêm tai cấp hoặc viêm tai nguy hiểm, tức là viêm tai giữa mạn tính và đợt cấp thì có thể dẫn tới cái viêm tiền đình. Trước đây thì gặp nhiều, nhưng mà hiện nay do chúng ta cái thể kháng sinh của chúng ta nó cũng khá là tốt nên là chúng ta cũng ít gặp những cái này. Chứ còn trước kia thì cách đây khoảng độ 15 năm thì tôi cũng thường gặp những cái này. Và những cái này thường khi mà gặp cái mà viêm tiền đình mủ thì thường thường kháng sinh điều trị không ổn của chúng ta thì chúng ta phải phẫu thuật hủy hoại tiền đình, tức là phá hủy toàn bộ tiền đình của cái bên như vậy. Cái thứ hai là cái giòn bán khuyên. Cái giòn bán khuyên này thì chủ yếu cũng là do những cái bệnh lý của tai, đặc biệt là trong cái viêm tai giữa mạn tính nguy hiểm. Thì nó sẽ ăn mòn xương và nó sẽ làm bộc lộ ống bán khuyên màng. Và từ đấy thì nó sẽ gây nên cái kích thích khi mà những cái thay đổi nhiệt độ hoặc thay đổi thực tế. Thì những cái này chúng ta phẫu thuật, chúng ta sẽ bít lấp lại cái đường giò hoặc cái chỗ bị bộc lộ. Cái thứ ba là cái chấn thương. Thì những cái chấn thương chúng ta thấy rồi, chấn thương mà đi vào tiền đình thì có thể, tiền đình ngoại biên thì có thể gì? Có thể chấn thương chỉ có chóng mặt không thôi, mà tai không nghe không kém. Tức là gì? Cái đường vỡ nó đi vào cái phần sau của tiền đình, tức là nó đi vào phần ống bán khuyên và tiền đình. Còn nếu như cái đường vỡ mà nó đi cả vào đằng trước, đằng sau, tức là vào cả ốc tai và vào cả tiền đình, thì nó sẽ dẫn đến cả chóng mặt và cả nghe kém. Tùy theo mức độ tổn thương, có thể nghe kém ở mức độ vừa cho tới điếc. Và cái thứ ba, đấy là chấn thương phẫu thuật, tức là iatrogen, tức là do chính bác sĩ chúng ta gây ra. Khi chúng ta khoan mà chúng ta lấy bệnh tích, thì chúng ta không xác định được cái vị trí tiền đình, những cái ống bán khuyên chính xác, và chính cái mũi khoan của chúng ta thì làm tổn thương cái ống bán khuyên hoặc tiền đình. Thì đấy là cái này. Vâng. Và cái thứ tư, đấy là cái vị trí thạch nhĩ bất thường. Thì thường chúng ta hay chẩn đoán, và cái này đây chính là cái nguyên nhân của cái mà chóng mặt lành tính kịch phát, mà chúng ta đọc ở một số sách của một số tài liệu các tác giả viết gọi là sỏi ống bán khuyên. Thực ra cái này nó không phải sỏi như chúng ta hình thành ra là cái canxi, tức là lắng đọng canxi hình thành sỏi. Cái này không phải thế. Cái này, cái sỏi này thực ra nó chính là gì? Lạc chỗ thạch nhĩ. Có nghĩa là cái tế bào lông của tiền đình ấy, ở trên cái lớp tế bào lông nó có một cái lớp gel, nó mỏng như là thạch ấy. Thế và trên cái lớp gel đấy thì nó đã có một cái loạt tổ chức hạt, mà nó đặc hơn là cái lớp gel ở phía dưới. Nhưng những cái tổ chức hạt này nó nằm ở trên lớp gel và không bao giờ nó tiếp xúc trực tiếp lông của tế bào tiền đình. Và khi cái này nó lạc chỗ, thường nó tiếp xúc trực tiếp với cái lông của tế bào tiền đình sẽ gây ra những cái chóng mặt. Và cái đấy là thường chúng ta gặp trong cái chóng mặt mà lành tính kích phát. Thì điều trị cái này thì trước đây thì chúng ta dùng những cái nghiệm pháp thông thường, tức là gì, chúng ta cũng đã chẩn đoán thì nó không được chính xác bởi vì thiết bị. Cái thứ hai nữa, biện pháp điều trị chúng ta cầm cổ, chúng ta lắc cổ theo tư thế này tư thế khác thì cũng có những bệnh nhân khỏi nhưng cũng có những bệnh nhân không khỏi. Thế thì với hiện nay thì với cái hệ thống khám tiền đình hiện nay hoặc là cái hệ thống ghế xoay TRV thì có lẽ là cuối hôm nay hoặc là đầu sang năm bệnh viện sẽ mua được cái hệ thống này, bởi vì tôi đề nghị cái này nó cũng hơn một năm rồi, nhưng mà chắc thì cái điều trị và cái chẩn đoán của tiền đình của bệnh viện LVI nó sẽ phát triển. Thế là nguyên tắc điều trị chung thì thầy Hướng thì nói rồi nên là tôi cũng không nhắc lại nữa, và tôi xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của mọi người. Vâng, xin cảm ơn thầy Thành. Xin mời các thầy cô ở các đầu cầu, các anh các chị có câu hỏi gì với thầy Hướng và thầy Thành thì xin mời các thầy cô, các anh các chị đã có thể đặt câu hỏi luôn về cái chóng mặt và điều trị chóng mặt này. Vâng, xin phép hỏi hai thầy, tức là trong vừa rồi thì các thầy đã trình bày về cái chóng mặt và cái điều trị, đúng không? Điều trị.
Thế thì có phải dự phòng của chúng ta như nào? Nếu mà dự phòng, chúng ta có điều trị dự phòng trong cái chóng mặt không? Vì như thầy Hướng người trình bày đây, có người ta đi tàu xe, người ta say xe đúng không? Phải sử dụng rất nhiều những cái biện pháp, thậm chí là có những người mà còn thậm chí sợ không dám đi ô tô, phải đi một cái chuyến tàu thì mới đi được. Nếu đi ô tô là không chịu nổi. Vậy thì có phương pháp nào dự phòng không? Em xin trả lời câu hỏi của thầy thân. Thực tế là mà nói phương pháp dự phòng cũng đúng, nhưng mà phương pháp người ta biết người ta say tàu xe trước rồi, cho nên người ta sẽ uống thuốc trước để mà tránh cái trường hợp say tàu xe. Thì thực tế say tàu xe báo cáo với thầy thân là theo như mà nghiên cứu của bên thần kinh là thì đến 60% yếu tố nguyên nhân liên quan đến vấn đề tâm lý. Nếu như cho nên là vấn đề ở điểm đôi lúc ở nước ngoài người ta chỉ có điều trị với tâm lý liệu pháp cũng có thể là điều trị được cái say tàu xe này. Cho nên nhưng mà hiện tại bây giờ Việt Nam mình chưa có cái những cái trung tâm điều trị về tâm lý trong say tàu xe. Cho nên đôi lúc những người dân người ta thường là khi say tàu xe người ta thường uống dự phòng. Về cơ bản thì như thế là cũng là hợp lý. Vì nếu như mà các thầy cứ tưởng tượng rằng nếu say tàu xe sau một đợt say tàu xe thì bệnh nhân là vô cùng mệt và vô cùng hoảng sợ, hoảng hốt, và lần sau mà chỉ cần bước lên xe thì thôi là người ta đã bị say rồi. Cho nên chỉ như thế trong trường hợp này cho phép điều uống dự phòng để mà đảm bảo cho không cái trường say tàu xe không xuất hiện. Nhưng mà thực tế đó của em cũng vừa nói đây chủ yếu là liên quan nhiều đến cái tâm đề tâm lý. Và còn trong thực tế trên lâm sàng điều trị chóng mặt chỉ điều trị khi có triệu chứng chóng mặt là đi điều trị chứng, còn nếu khi không có triệu chứng chóng mặt cũng có lý do gì mà phải uống thuốc cả, được không? Cũng có lý do gì phải điều trị dự phòng cả. Vâng, thế thì nếu dự phòng thầy có hai những cái nhóm đấy, một nhóm thì làm giảm cái bên lành đúng không? Một nhóm thì tăng cái bên đấy thì chắc là phải dùng cái nhóm làm giảm bên lành thì nó mới nhanh được chứ đúng không? Dạ vâng, thầy, vì cái nhóm bên giảm bên lành một là làm trong trường hợp cấp, hai nữa là tác dụng đúng rất mạnh, cho nên chính vì thế mà thường người ta dùng cả cái nhóm ức chế thần kinh phân nhóm hồi phục thần kinh. Vâng, xin cảm ơn thầy.